Xin chào các anh chị. Hôm nay công ty KTB sẽ đập hộp một cái chiếc máy, đó là K8. Thì xin mời các anh chị cùng mình xem bên trong là có những cái thiết bị gì ha. Đầu tiên đó là mình có một cái tờ giấy chứng nhận. Đây là dùng giấy máy chứng nhận. Đây là giấy chứng nhận, đó là K8 có số series, sản xuất tại Nhật. Đây là giấy chứng nhận máy chính hãng từ tập đoàn. Tiếp theo đó là chúng ta có những cái sách hướng dẫn, có sách hướng dẫn cũng như cẩm năng vận hành. Trong đây thì chúng ta có cả tiếng Anh và tiếng Việt. Sách tay có tiếng Việt. Chúng ta nhận những sách này, chúng ta hướng dẫn cho ta đọc để biết cách sử dụng và hoàn thành máy. Cảm ơn. Ngoài có sách đọc thì chúng ta còn có đĩa đó các anh chị. Đây, một cái đĩa để chúng ta có thể xem. Và tiếp theo đó là khi một cái chiếc máy thì sẽ có những cái phụ kiện, những cái thiết bị đi theo máy. Đó, mình khui ra. Đây là phụ kiện để lắp đặt máy. Đây là bộ game để lắp đặt máy. Đây là bộ chân gỏi nước, chân gỏi nước bằng nhựa. Còn đây cũng là bộ game chuyển đổi, mà bộ này là bộ bằng inox. Có hai sự lựa chọn, một bộ bằng nhựa và một bằng inox. Bộ này bằng inox. Có những gen bằng inox để cho chúng ta phù hợp, gia đình ta có cái phù hợp cái loại nào thì chúng ta gắn cái loại đó. Đây là giấy quy thử độ pH, giấy quy. Đây là dây điện được đóng trong vỏ rất là kín kỹ. Tiếp theo là có gì đây? Đây là cái hộp. Thì trong đây là có gì? Đây là thiết bị vệ sinh rửa những tấm đá điện cực của máy K8. Đầu tiên nữa là gói bột. Đây là gói bột của hãng. Đây là thiết bị. Đây là cục, gọi là cục CPU. Tiếp theo là một cái hộp đựng dung dịch. Để thiết bị, cái bộ thiết bị này là dùng để vệ sinh rửa tấm đá điện cực các anh chị. Chúng ta đi ra. Cho máy mình nó sạch chất lượng hơn. Rồi tiếp theo. Đây. Đây là một cái bình nước, gọi là nước dung dịch tăng cường điện phân. Khi chúng ta đổ cái bình nước này vô trong máy K8 thì máy sẽ cho ta có loại nước, đó là nước gan đồ pH 11.5 và nước có đồ pH 2.5. Đây là dung dịch để tăng cường điện phân. Còn tiếp theo đây là đây là dung dịch thử pH. Chúng ta có thể thử pH bằng dung dịch chất lỏng. Còn hồi nãy chúng ta đây có dung dịch thử pH mà bằng giấy quy, còn đây là dung dịch thử bằng chất lỏng. Mình luyện dịch thì có thể dễ nhìn thấy hơn, có bảng đo, bảng màu. Rồi tiếp theo còn gì nữa không? Còn đây là một cái chiếc ống. Cái ống này, nước này là ống nước thải. Trong máy K8 mình thì có cái ống nước thải, và ống này đây để dễ theo dụng chu. Khi chúng ta cần kết nối cái đường nước thải chúng ta dài hơn, xa hơn cái vị trí mà chúng ta để. Chúng ta hãy gắn xem. Rồi phụ kiện đã đi hết. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành khui hộp máy ra.
À, chúng ta xem con máy cao tám của chúng ta. Cưa máy nè. Phải cẩn thận. Vào, đây là chiếc máy cao tám của chúng ta. Còn niêm phong trong bọc. Chúng ta lại xuống đây. À, đây là chiếc máy K8 mới từ tập đoàn của hãng dịch khu luôn. Rồi, đây là một chiếc máy K8 của chúng ta. Đây là ống cấp nước anh chị. À, chia sẻ anh chị, đây là ống cấp nước. À, nguồn nước được cấp về trong máy là ống này. Và khi mà nước được cấp vào máy thì đây là ống nước máy thì điện giải và đang đảo nước ra, chúng ta có nước kìm ở đây và đồng thời sẽ thải ra một cái lượng nước, đó là nước thải ra nước axit, lượng axit sẽ đem theo dưới nha. Thấy cái vô này dạ. À, máy K8 nặng khoảng 6 kg nha anh chị. Và đây là mặt trước, thì chúng ta sẽ coi mặt trước chúng ta có cái gì. À, mặt trước của chúng ta thì đây là màn hình cảm ứng. Đây là mặt màn hình cảm ứng. Và trên màn hình này sẽ hiển thị cho chúng ta những dòng loại nước mà chúng ta lựa chọn. Rồi, tiếp theo, ở đây là chúng ta có một cái bộ lọc trong. Cho khui bộ lọc trong ra. Đây là cục lọc trong máy. Rồi tiếp theo, ở dưới đây, chúng ta tháo ra. Ở đây chúng ta là có một cái bình. Cái bình này mình tháo ra này. Cái bình này là cái bình đựng dung dịch tăng cường điện phân. Đây là chúng ta đổ cái bình dung dịch điện phân này vô trong cái bình này để cho máy sản xuất ra được cái loại nước là có độ pH 11.5 và nước có độ pH 2.5. Đây là mặt trước. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ coi xây vào đằng sau máy. Rồi ở đây là tập đoàn của hãng. Còn đây, đây là chứng nhận con dấu vàng của Hiệp hội Nước Quốc tế Canada và Mỹ. Thì máy của Canyon K8 và dụ của tập đoàn thì được chứng nhận nó là nước đạt chuẩn nhất quốc tế của Hiệp hội Nước Quốc tế Canada và Mỹ anh chị. Đây là con dấu vàng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem phía bên đằng sau máy chúng ta là có gì. Tiếp theo là đằng sau. Đằng sau máy của chúng ta. Đây là ống nước cấp. Rồi máy chúng ta, các anh chị chú ý, máy của chúng ta đó là sử dụng cái nguồn điện từ 100 đến 240V. Thì máy K8 ta sử dụng ở tất cả các dòng điện từ 100 đến 240V thì phù hợp với tất cả các sử dụng ở Việt Nam hay là ở các quốc gia khác. Thì tiếp theo, đây là mã số seri. Dựa vào mã số seri này thì chúng ta có biết chính xác được cái máy chúng ta là có chính hãng hay không. Dựa vào mã số seri này, chúng ta có thể lên trang web của hãng và tra mã số seri này vào. Tiếp theo đó là máy chúng ta có đây, có nem, có dòng chữ có tem nhãn mạc Made in Japan. Sản máy này sản xuất từ Nhật. Máy chính hãng. Và sau lưng máy là chúng ta có những cái thông số cơ bản. Máy sản xuất từ Nhật, sử dụng dòng điện và mã số seri. Rồi ở dưới đây, tiếp theo ta phải qua phần trên chúng ta có gì không? Phần trên máy. Đây là cái đầu ống ra nước kìm chúng ta. Phía bên dưới đây những cái đường nước cấp. Đây là gỗ cấp dây điện.
à, ấm này ấm này, anh đừng nút thải axit ra, để con chân. Các chị, đây là dòng máy A8 mà là dòng mới nhất của tập đoàn Energic. À, sở hữu với hình dáng sang trọng và đẹp, màn hình cảm ứng. À, chúng ta có thể dễ sử dụng những vòi nước trên màn hình cảm ứng chúng ta, và máy chúng ta sẽ hiện được 8 loại tiếng. Và sở hữu đó là 8 điện giải. Thì với 8 điện giải này thì cho chúng chất lượng nước chúng ta là tốt nhất. À, và đồng thời máy chúng ta có chế độ đó là chế độ tự động vệ sinh. Chế độ vệ sinh máy. Ngoài ra là máy có chế độ tự tắt máy khi chúng ta không sử dụng. Một sản phẩm rất là tuyệt vời khi mà có những đầy đủ, tích hợp rất là nhiều tính năng trên cái máy chúng ta. Hình dáng máy sang trọng. À, anh chị thấy không ạ? Rất là đẹp. Đây là Linh nói sơ sơ qua lượt được cái máy K8 cho các anh chị xem qua những cái thông số cơ bản và những cái đặc điểm tính của chính của K8. Và tiếp theo thì không biết. Và tiếp theo đó là, à đây, cho bên chúng ta đã hết. Và qua cái đoạn chia sẻ của Linh thì hy vọng là sẽ giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về cái dòng máy K8 của mình, để lựa chọn cho mình một cái dòng sản phẩm rất là phù hợp với nhu cầu và phù hợp với kinh tế của mình. Cảm ơn các anh chị, chọn sản phẩm thành công. ATV, we love, we care, we share.